người đàn ông vì không tin trên đời này có khỉ nước nên ông đây cho mày chết. Kết quả thật sự đã khiến một con khỉ nước xuất hiện. Khỉ nước tức giận phóng về phía thuyền đánh cá. Vì để cho người dân sợ nên nó nuốt chửng cả cái đầu người. Nhưng cậu trai trẻ tên Thủy Sinh này lại không sợ tí nào. Hôm nay nhất định phải đánh chết khỉ nước. Khỉ nước kinh ngạc vô cùng. Nó liền đạp nước di chuyển thật nhanh. Thủy Sinh thấy thế thì vội chạy theo rồi phóng vũ khí về phía nó. Không ngờ khỉ nước lại chui xuống nước biến mất không thấy đâu. Người trên thuyền ai cũng lo lắng lo sợ. Nhưng lại không biết khỉ nước đã bò lên cánh buồm, muốn bắt người yêu của Thủy Sinh đi. May mà Thủy Sinh nhanh tay lẹ chân, ra tay ngăn cản. Vốn tưởng khỉ nước chỉ khi ở dưới nước mới lợi hại, không ngờ nó lên thuyền rồi còn lợi hại hơn. Thế mà nó lại dùng võ công Trung Hoa, nhẹ nhàng xử đẹp từng người một. Thấy được năng lực của khỉ nước, Thủy Sinh không dám chậm trễ. Mọi người cẩn thận. Nhưng mà không đánh nổi với khỉ nước, Thủy Sinh giả vờ bỏ trốn. Nhưng thật ra chàng lại dùng sức mạnh của cây cờ khi dội ngược. Khỉ nước bị đánh cho ngơ ngác. Mộ Ý người vội mở lưới cá ra bắt sống nó, chuẩn bị đem về thôn nấu canh. Nhưng không ngờ khỉ nước lại nhân lúc hỗn loạn nhảy xuống nước. Nó đi rồi. Vốn tưởng từ nay khỉ nước sẽ núp dưới nước, không còn dám ló đầu ra nữa. Nhưng đến tối, khỉ nước lại chủ động đến thôn. Nó kiên quyết phải tìm được Thủy Sinh để trả thù. Nhưng sao Thủy Sinh ngồi không đợi chết được. Thủy Sinh sớm đã gài bẫy đợi khỉ nước đến. Khỉ nước thấy có chuyện chẳng lành đang định chạy trốn. Nhưng lần này Thủy Sinh đã chuẩn bị rất kỹ. Khởi động cơ quan, trong phút chốc xung quanh bắn ra hàng chục mũi tên. Nhưng khỉ nước thân thủ bất phàm. Nó xem mặt tường như là mặt nước, dẻo dai né được hết toàn bộ các mũi tên. Nếu đã thế Thủy Sinh chỉ đành đích thân ra tay. Chàng dùng cung tên cố tình ép khỉ nước né vào bên phải. Thấy thời cơ đã đến, Thủy Sinh bỗng né ra, đánh cho khỉ nước lăn ra đất. Đi chết đi. Cuối cùng cũng đã bắt sống được khỉ nước. Dân trong thôn biết được tin này đều bu lại xem. Thấy khỉ nước da thô thịt dày, ai cũng đề nghị là đem đi nướng. Thiêu chết nó đi, thiêu chết nó đi, thiêu chết nó đi, các người ai dám. Nhưng Tam Thúc Công trong thôn lại ra sức ngăn cản. Tam Thúc Công là người rất mê tính. Các người ai dám ra tay với thủy quái gia gia, có giỏi á thì đem ta thiêu chết chung với ngài ấy nè. Ông cứ chắc chắn rằng khỉ nước là ông của ông. Thủy quái gia gia bớt giật, trưởng thôn nể mặt Tam Thúc Công nên quyết định để thôn dân rời đi trước. Tiếp đó vì để ăn mừng bắt được khỉ nước, họ còn làm tiệc ăn mừng ở cửa thôn. Chỉ có Tam Thúc Công vẫn còn ở trước chiếc lồng, quỳ lại ông nội của ông ta. Nhưng không ngờ nửa đêm chuyện đáng sợ lại ảy ra. Tam Thúc Công ngủ một giấc tỉnh lại thì thấy thủy quái gia gia của ông không thấy đâu nữa. Trên lồng rất còn có một chiếc lỗ bị bẻ ra. Tam Thúc Công lập tức bị dọa cho hú vía. Ông còn tưởng mình thành tâm quỳ lại thì sẽ được an toàn. Nhưng không ngờ thủy quái gia gia của ông không hề nương tay. Lập tức xe ông thành hai mảnh. Vì không tìm được Thủy Sinh để trả thù, nó liền giết mấy người trẻ trong thôn để ăn. Một tên ngốc muốn làm anh hùng cứu thế. Ta không sợ người đâu. Không sợ chết muốn bắt khỉ nước để làm anh hùng. Nhưng lại bị đâm chết tại chỗ. Ngày hôm sau trưởng thôn phát hiện thanh niên trong thôn đều đã bị hại. Lần này không có ông Tam Thúc Công ngu dại mê tính. Mọi người ơi, trưởng thôn quyết định trả thù, chết đi sống lại. Từ ngày hôm nay, chúng ta và con khỉ nước đó liều chết đến cùng. Thế nên Thủy Sinh lại lập ra một tiểu đội trả thù, chuẩn bị ra sông tìm khỉ nước để quyết trận sinh tử. Xuất phát, chỉ thấy một mình Thủy Sinh đứng giữa sông để làm mồi. Khỉ nước thấy Thủy Sinh thì xuất hiện ngay. Chiếc thuyền lớn đằng sau thấy thế thì liền kéo chiếc bè về, chuẩn bị dụ khỉ nước đến để bao vây tấn công. Đợi khi khỉ nước lên thuyền rồi, họ vội bắn tên ra. Nhưng sau trận chiến trước đó, khỉ nước lại càng lợi hại hơn, mà thủ đoạn của nó cũng tàn nhẫn hơn. Ông chú này còn muốn dùng gậy đâm chết nó, nhưng ai ngờ không đâm nổi. Trái lại là bị khỉ nước đè ra đất xử đẹp. Thủy Sinh thấy có chuyện chẳng lành liền tấn công nó. Tuy cứu được ông chú nhưng chàng lại bị đánh lăn ra đất. Tiếp đó lại bị con khỉ nước đập mạnh. Nhưng khỉ nước vẫn thấy không đã, lại tiếp tục liên tục tấn công Thủy Sinh. Ông chú và người yêu chàng muốn đến cứu chàng, hai người ôm chặt lấy hai tay khỉ nước. Thủy Sinh lập tức lấy dao ra đâm thật mạnh vào người khỉ nước. Nhưng ai ngờ tứ chi khỉ nước phát triển, nhẹ nhàng đánh hai người ra xa hàng chục mét. Tiếp đó lại đá Thủy Sinh muốn chấn thương sọ não. Lúc này khỉ nước vô địch không đối thủ, nó vội vàng muốn ra tay với người yêu Thủy Sinh.
ngay lúc nguy cấp. Thủy sinh cũng vùng hết sức, chàng lại đè nó xuống đất đâm thật mạnh. Lần này chàng không hề nương tay, cứ sợ khỉ nước không chết được, chàng đâm liên tục 300 mấy nhát. Sau đó đâm vào hai mắt khỉ nước, đưa nó về với ông bà tổ tiên. Nhưng như thế vẫn chưa làm nguôi cơn giận trong lòng thủy sinh. Anh cắt đầu nó xuống, chuẩn bị mang về thôn làm ghế ngồi. Cuối cùng dưới sự chứng kiến của người dân, thủy sinh và người yêu chàng huy hoàng trở về. Một trận tai ương do khỉ nước gây nên cũng kết thúc tại đây. Có câu rất hay, tình hình rối ren thì xử mấy đứa giả tạo trước. Tam thúc công cũng trả cái giá đắt cho sự mê tín của ông ta.